Yeah. Tìm được con biết rất là buồn, ta chợt nhớ về ngày xưa và cái thời còn cởi chuồng. Yeah, vui thư không cần lo âu, không cần làm cho nhạc mình có chiều sâu, không cần vần câu tao là ai, tao là táo con bà sáu, mặt hơi nháo thích ăn cháo nhưng thực ra tao là cáo đó. Yeah, nghe tụi mày nói tao cũng nghe nói là cuộc đời này bạc như vôi. Yeah, trước tiên là tao nói về thằng chuối và cha nó là MC 11, hai con chó cột trong cột. Yeah, còn mày nên đi đi như là MCT, suốt ngày chỉ lo đi thi, không cần lo gì cho DVD. Yeah, như là TB rap bị ảnh hưởng bởi người ta. Yeah, tụi bay cũng nên đi xa. Tiếp đến là su cai. Yeah, là gái hay là trai không cần thiết, mà tại sao nước Facebook không biết em được vậy hả bà thím. Yeah, anh đang tìm kiếm em bởi vì có công việc nhà tới em. Yeah, đêm nay có mình anh ngồi trong căn phòng này thôi. Cuộc đời này bạc như vôi, không hút thuốc nên không có khói. Nếu hút ta sẽ ốm, nhưng mà không ta thích mập hơn. Yeah, và tao rất cô đơn, không có ai hiểu tao như là tụi mày đâu. Yeah, kệ mẹ nó không sao, tụi mình có nhau thì ok. Oh yeah, yeah. Đây là lần thứ hai tao biết freestyle, tao vẫn cứ rap không cần biết đúng hay là sai, không cần giấy không cần gì hết, chỉ cần tay cầm cái máy quay. Yeah, yeah. Sao tụi mày không ai phản ứng hết vậy, nghe nhạc của tao hay quá ngất ngay rồi hả. Yeah, yeah. Đã có nem thì có chả. Yeah, bánh mì thì phải có ba tê. Oh yeah, tụi mày hãy nói ok. Ok.